lúc nhớ chú làm chú nghe thấy. Chuyện bình thường là được, biết là tắt âm rồi. Thế nói chuyện trên giời mới về nghe này hết ạ. Trên giời nhưng việc cái gì? Cứ nói chuyện vui vui vậy. Cái này cái khác. Mai là bánh mì và nói chuyện rất dài. Nó chả ảnh hưởng đâu đến miếng thịt. Nấu thì
Ờ. Ừ.
thầy nên đang nấu. Là một hai mâm nên đang nấu. Dưới vườn tao hai mâm nở nấu. Mm-hmm.